Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm điện thoại để bàn của Panasonic với mã là KX T7703X. Sản phẩm được dùng trong hệ thống tổng đài điện thoại nội bộ cũng như là hệ thống đường dây điện thoại analog. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết sản phẩm. Sản phẩm thì chúng ta có dây nối từ tai nghe vào đoàn điện thoại. Màn điện thoại. Tiếp theo là tay cầm. Tay cầm và sách hướng dẫn cũng như dây nối từ ổ âm tường. Đầu tiên để chúng ta phân biệt được điện thoại chính hãng và điện thoại dởm thì chúng ta sẽ có cái tem ICT Panasonic ở đây dán trên sản phẩm. Dán trên sản phẩm. Với những cái tem này thì sẽ phân biệt được đâu là hàng chính hãng và đâu là hàng giả. Về chi tiết thì chúng ta sẽ có tay cầm điện thoại được kết nối đến dây dây kết nối từ tai nghe, chúng ta cắm vào đây thì chúng ta cắm vào bên hông bên này. Đấy. Còn lại cái dây nối từ ổ âm tường thì các bạn cắm vào đằng sau đây. Và chúng ta cắm vào ổ âm tường. Trên mặt trước của cái điện thoại này thì chúng ta có các phím chức năng. Đấy. Các phím chức năng đây. Và màn hình hiển thị. Hiển thị số gọi đến rồi là hiển thị số gọi đi, vân vân. Bên hông thì chúng ta sẽ có nút zinger, có nghĩa là nút chuông chuông cao phía này, để chúng ta gạt tắt chuông ở phía này. Đấy. Mặt dưới của sản phẩm thì chúng ta chỉ có thông tin về sản phẩm xuất xứ là ở Malaysia, Made in Malaysia. Tem mã code số serial của sản phẩm. Đây là sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn chúng ta cách lắp đặt cũng như là các thông tin hướng dẫn về chi tiết về sản phẩm. Ở trên đây là giới thiệu về cái điện thoại để bàn của Panasonic với mã là KX gạch ngang T7703. Để được tư vấn về giải pháp tổng đài điện thoại nội bộ thì các bạn vui lòng truy cập website phocongnghe.com.vn. Vào để mua hàng với giá tốt nhất thì các bạn vui lòng truy cập website ở đó cũng như là liên hệ đến số hotline 0988 803 283. Xin chân thành cảm ơn.